Chào anh chị và con chăn nuôi nha. Trời mưa suốt, mùa này mùa mưa bắt vịt cực quá. Nhưng mà cơ sở lúc nào và ngày nào cũng phải đi bắt vịt để giao cho bạn hàng nha. Thì đây là cái trại mà mình đã làm ăn được hơn một năm rồi, trại anh Vũ ở Vĩnh Long. Đây là bầy thứ tư, ảnh xuất chuồng thành công, về đích thành công, bầy nào cũng đẹp. Và cái lần này thì ảnh đầu tư cái trại sàn cứng cáp và rộng rãi hơn. Những lần trước thì ảnh làm bằng cây, còn giờ ảnh chuyển qua làm bằng sắt luôn, đó nó kiên cố. Tại vì ảnh xác định là phát triển lâu dài, hợp tác lâu dài với cơ sở để làm kinh tế về cái con vịt sim này. Thì định hướng của cơ sở là tập trung phát triển những cái trại mà bà con chăn nuôi, anh chị chăn nuôi chịu gắn bó lâu dài với cơ sở, và cơ sở ưu tiên phát triển mạnh những cái trại đó lên, để cái mô hình mình được hiệu quả. Thì cơ sở rất là khó khăn, rất là yêu cầu, rất là khó khăn về vấn đề chuồng trại. Hết rồi. Về cái còn ra ông mấy ông đẩy tour này nữa hết mọi rồi đó, phải đồng hành với cơ sở mới được. Thường thì ở giai đoạn một năm sẽ có hai chu kỳ rẻ và chu kỳ giá nó cao. Thì những anh chị bà con chăn nuôi nào mà chịu hợp tác gắn bó lâu dài, chịu chia sẻ trong lúc khó khăn, hoặc là chịu lắng nghe cơ sở để cùng phát triển, thì mình sẽ tập trung phát triển những cái trại đó với anh chị để tạo ra cái hiệu quả cao và lâu dài, đặc biệt là phải gắn bó lâu dài mới được. Ở đây còn chỗ anh Vũ thì mình đã làm được hơn năm nay rồi, rất là hiệu quả nha. Thì những trại như anh Vũ là mình sẽ rất là nhiều trại, ở các tỉnh thì nhiều trại lắm. Thì những trại như anh Vũ thì mình sẽ tập trung phát triển mạnh lên. Còn những trại nào mà tư tưởng làm ăn không có, giống như là thời điểm này những có một số anh chị không có chia sẻ những khó khăn mà thời điểm này mình đang làm, thì mình sẽ hạn chế phát triển hoặc là mình sẽ ngưng làm luôn. Còn những anh chị như chỗ anh Vũ, còn những chỗ anh chị mà chia sẻ với mình về cái khó khăn lúc này về giá cả này nọ, thì quan trọng là mình làm có nhà vườn có lời, còn lời bao nhiêu thì theo giá thị trường, nhưng mà khi thị trường nó thấp thì mình cơ sở sẽ hỗ trợ cái giá bảo đảm cho nhà vườn có lời đó. Còn mình là mình sẽ làm sao để trong lúc khó khăn này mình đủ cái nguồn lực, đủ cái tiềm lực để mình phát triển lâu dài. Và mọi người thấy là cái chỗ, những cái chỗ mà mình đang hợp đồng á, cơ sở đang hợp đồng á, hầu như là cái chất lượng vịt thịt, mẫu mã vịt thịt nó ra rất là đẹp, hầu như là nó xem nhau hết. Nên là khi mình bán cái con vịt thịt ra ngoài á, thị trường á, là bạn hàng rất là ưa chuộng và bán rất là nhanh, nên là mình quay lại mình hỗ trợ cho nhà vườn rất là lẹ. Thì anh chị chăn nuôi cũng phải hiểu chỗ này, ví dụ như đồ của mình phải ngon đó, ngon là đồ mình phải cứng vịt, mái phải 70-80 ngày, trống phải 85-90 ngày. Thì lúc đó mình đưa cho bạn hàng của mình bán, bạn hàng mình bán nhanh lẹ, bạn hàng mình thích hàng của mình, người ta bán có lời, thì lúc đó người ta mới quay lại ủng hộ mình nhanh nhiều đó. Chứ còn mà một số bà con nôn bán thì đồ non đồ dở thì bạn hàng sẽ bỏ mình thôi.